Chào các bạn. Mấy hôm nay tôi không có được khỏe các bạn ơi. Tôi cứ chóng mặt hoài à. Rồi cái không biết ai mách cho con tôi không biết nữa. Là ăn trái bình bát. Cái trái này là trái bình bát nè các bạn. Mách cho con tôi biết là ăn trái bình bát nó sẽ không bị chóng mặt gì, nó đỡ hay gì đó. Thì cũng biết đúng hay không nữa. Hồ ăn trái này là nên thuốc gì đó. Nên con tôi đi đâu đó không biết mua về 40 ngàn một ký 6 trái nè các bạn. Mà vấn đề đây không phải là nói về vấn đề 40 ngàn các bạn ơi. Mà vấn đề là phải đi xa tiết tận ở đâu 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 mới mua được đó. Tại vì trên chỗ tôi là trái trái này là không có thấy ai bán hết trơn đó các bạn ơi. Làm tôi cũng cảm động quá đi. Thôi để tôi đi gọt ra tôi dầm nước đá đường bỏ vô uống đó. Nghe nói uống cũng đỡ chóng mặt lắm đó các bạn. Giờ để tôi đi làm nha các bạn. Cái trái này hồi xưa ở dưới quê ấy, hồi đó chị tôi ấy, cũng chèo xuồng đi chở tôi ấy, chèo với xuồng con hai chị em đi hái bông điên điển, rồi thì hái trái bần, rồi thì hái trái bình bát. Mà trái bình bát này thường là nó mọc quen bờ kênh không à các bạn ơi ha. Cái trái này giờ cũng thuộc loại quý hiếm đó, ở đâu thì nhiều tôi không biết, chứ chỗ tôi là không có thấy đâu. Năm thở mười thì mới là thấy được lần vậy nè. Thôi giờ để tôi đi gọt ra tôi dầm nước đá đường uống nha các bạn. Giờ mình gọt mấy trái bình bát đậm đá đường uống hoài. Nóng quá. Trái này ta nói uống hay lắm nè. Uống làm thuốc nè. Cũng uống thôi. Con mình phải đi xa lắm mới mua được mấy trái này ra chứ không phải dễ. Trái này uống nước ngon chứ. Ăn mấy trái này lừa lừa mỗi miệng. Dầm dầm ra cái anh bỏ đường đậm đá vô nó uống, nó uống cái nước nó mát lắm. Vậy chứ trên thành phố nhiều người cũng không biết trái này tên gì nữa, ít lắm. Mấy người lớn lớn biết chứ nhiều đứa nhỏ nhỏ không biết. Ai có ở dưới quê qua đó mới biết trái này. Này nó cũng giống trái mãng cầu ha. Cái kiểu nó có cái cuốn này nè. Này vậy nè, nó giống cái trái mãng cầu sim của mình ghê vậy. Rửa rồi đi gọt xong rồi rửa lại rồi dầm đá bỏ đường vô. Rồi. À, chia ra hai tô luôn, hai mẹ con. Camera gian một tô, mình một tô. Giờ mình cho đường vào. Cái này mình đã cho vô ít nước rồi. Đường cát Biên Hòa ngon quá, trắng tươi. Này quậy nó uống nước cũng ngon đó mấy bạn ơi. Ha. Uống bình bát mà uống bằng tô luôn mới ghê chứ. Đó, bình bát dầm đá đường nha. Này chia sẻ cho vui vậy thôi chứ này đâu có gì đâu đâu quay clip. Tại bệnh mấy bữa gài không có làm video cái cũng buồn hay sợ sẵn có chia sẻ cho vui. Này mình uống nước không á, mình no rồi á, mình khỏi cần có cần ăn cái này đi. Dầm dầm mà uống nước rồi, còn ai thích ăn cái này ăn ha. Mình chủ yếu bỏ đường vô uống nước nó tốt. Con trai lớn mình nói uống cái này là sẽ hết bệnh đỡ chóng mặt đó. Rồi mình mời cả nhà nha. Đâu để mình uống thử miếng cái dừa chưa. Thơm ngon quá các bạn ơi. Uống cái vô cái giống như cái mùi nó muốn tỉnh luôn vậy. Mình cũng ngon quá. Cái món này nó dân dã, nó đơn giản vậy mà nó uống, người ta nó uống lên thuốc lắm, ngon lắm đó các bạn. Video chia sẻ bình bát dầm đá đường của mình đến đây là kết thúc đó các bạn. Hẹn gặp lại những lần sau nha các bạn.